Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã có cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London, nước Anh để thảo luận về kế hoạch chiến thắng mà ông Zelensky đề xuất và liệu Ukraine có thể sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga hay không. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Zelensky đều cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thời điểm quan trọng và nhà lãnh đạo Ukraine mong muốn phương Tây hỗ trợ thêm để giúp Kiev thay đổi cán cân trên chiến trường. Người phát ngôn của Thủ tướng Starmer nhắc lại quan điểm của Anh rằng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trong một số trường hợp nhất định. Phía Anh cũng khẳng định lập trường của nước này về việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow vẫn không thay đổi. Trong khi đó, khi được hỏi về vũ khí tầm xa, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết đã thảo luận vấn đề này, nhưng cuối cùng quyết định thuộc về từng đồng minh. Nga trước đây từng tuyên bố sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa. Tổng thống Vladimir Putin tháng trước cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây sẽ trực tiếp khiến Mỹ và các đồng minh tham gia vào cuộc xung đột với Nga.